Lấy cửa thì lấy. Mộng cũng định được cái cuộc sống. Cảm ơn. Tôi sẽ sống như tôi muốn tàu cũng như là em và thành công người hot khởi nghiệp, tôi có tặng cho chị một phần quà để nhằm giúp cho chị phần nào bớt đi cái khó khăn trong cuộc sống của mình. Cảm ơn. Cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Với lại tem 360 hot khởi nghiệp nhân cái dịp Du Lan lần thứ 7 thì có một cái phần quà gửi đến cho gia đình với những cái hoàn cảnh bất hạnh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống để vượt qua những cái phần nào cơ cực. Cháu là Nguyễn Thị Thu Thảo, không đi làm, ở nhà để nuôi ông bà. Sự giúp đỡ, sự hỗ trợ để họ lo cho hai ông bà là từ phía láng giềng, làng xóm, phường xã hỗ trợ hàng ngày, nhưng cũng không đủ cái chi tiêu cho gia đình, con nhà, tình thương của phường xã tặng để cho hai ông bà được che nắng che mưa. Qua đây chúng tôi cũng mong rằng được sự hỗ trợ giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các hội nhóm từ thiện thiện nguyện tại thành phố Vũng Tàu qua đoạn clip này chung tay giúp sức để cho hai ông bà an hưởng tuổi đời còn lại một bạn, để giúp cho hai ông bà phần nào ổn định được cái cuộc sống trong những lúc tuổi già sức yếu này. Thì một lần nữa thì cũng chân thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân đã phát tâm, đã ủng hộ cho cái chương trình từ thiện hôm nay. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn cái ngôi nhà mà đang ở thì chúng ta thấy tuy là bề thế khang trang, nhưng thực chất là do chính quyền địa phương hỗ trợ, do bị bão số 9 vừa rồi đã làm sập nên được phường xã hỗ trợ để xây lại cái căn nhà cho bà Phan. Thì năm nay thì anh đã là 32 tuổi nhưng mà đang bị tật nên là không làm được gì hết, nên là cuộc sống của anh người cũng rất là cơ cực. Thì cũng mong được mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin có một phần quà gửi tặng cho gia đình để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống, để phần nào bù đắp lại những cái bất hạnh. Mọi người kính thưa quý vị mạnh thường quân, kính thưa cùng toàn thể gia đình, thì hôm nay nhưng đầm tháng 7 Du Lan báo hiếu thì hội từ thiện sống yêu thương Vũng Tàu kết hợp với lại trang tem 360 hot khởi nghiệp đến đây để tặng cho gia đình mình một phần quà để nhằm giúp đỡ cho gia đình mình vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Thì cũng được biết gia đình của bác Ngô Thị Hoa năm nay là 65 tuổi, thì cũng gặp nhiều như thế này thì cũng không thể nào mà tìm ra đâu được những cái kinh tế để mà sống. Thì một lần nữa thay mặt cho người thực hiện chương trình chân thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng đã tài trợ cho phần quà ngày hôm nay để chúng tôi làm được cái chương trình từ thiện này thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Con cho bác sẽ lời cảm ơn những mạnh thường quân mà mọi người đã giúp đỡ cái đó là của cái người Vũng Tàu gì đó, bà không biết được mà có những mạnh thường quân đó, bà có đến đây không nắm tay của em bà cho bà để rồi
mình hôm đó là cho này cho cái kia giúp đỡ của nó này. Chân chim vẫn đang từng ngày mong ta, chỉ một giây thôi.